Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, 25 tuổi đã làm chủ mà làm luôn chủ nhật, nổi tiếng với độ chịu chơi, ăn xài thoải mái, không tiếc tiền, uống ly cà phê 14k, đưa 15k, chưa bao giờ đợi lấy tiền thừa. Từng một mình cân 10 thanh niên, một lúc chỉ bằng một cái cân, thu nhập hàng tháng dưới 1 tỷ, cụ thể là 5 triệu, đụng là chạm, đến là trốn, điểm yếu duy nhất là sợ gái.